Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hỏi Sàn Đáp Thốn tại TNC Channel. Đúng rồi. Hôm nay các bạn có thể thấy một cái điều gì đấy nó hơi mới. Bọn tôi chuyển sang một cái studio mới. Nhưng mà đến sang 2 tuần nữa bọn tôi lại về studio cũ. Nó gọi là thay đổi không khí tí. Thay đổi không khí, đúng rồi. Giáo sư thấy thế nào với không gian mới này? Giáo sư có thấy thoải mái thế nào hơn không ạ? Cái không gian mới này thì các bạn đầu tiên các bạn nghe thấy đấy, tiếng xe cộ đấy. Mọi khi là chúng tôi ngồi trong cái quán cà phê nó bí quá. Hôm nay anh em mà rủ nhau ra ngồi quán vỉa hè ở bên này nó là nhìn thẳng ra đường các bạn ạ. Ngồi trên đá nó thoải mái hơn rất nhiều. Xung quanh bọn tôi là rất nhiều khán giả và tôi hơi ngại đấy. Thì cho hỏi cái này không phải là câu hỏi mà là một số tuần trước các bạn có nói giáo sư trả lời bây giờ nó bớt thốn đi rồi. Thế à? Và hơi dài mà. Hôm nay giáo sư có thể gọi là giảm bớt cái cường độ thể hiện trình độ của mình. Được rồi, cái này tôi sẽ tiết chế. Anh cũng biết đấy, lần trước tôi có sự đảo lộn cuộc sống mà, cho nên là nó cũng đảo lộn một chút. Bây giờ nó không được sảng khoái. Đúng rồi. Hôm nay thế cho nên hôm nay chúng ta mới phải thay đổi không gian, đúng không? Các bạn biết đấy, cái công việc nó làm video của giáo sư đây nó vất vả lắm. Nhiều khi mà không nghĩ ra ý tưởng gì mới được. Đúng rồi. Đôi khi phải đổi không gian cho video nó hay. Chính xác. Đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi đến từ một bạn có cùng tên với tôi. Câu hỏi đến từ bạn Thành Trần như sau. Một câu hỏi khá là đi sâu vào bản chất cũng như là nó khá là thiết thực. Thưa giáo sư, boost RAM có thực sự quan trọng hay không? RAM DDR3 1600 với DDR3 2400 chênh lệch giá rất nhiều, nhưng em thấy test game, phần mềm các thứ không thấy khác nhau về mặt hiệu suất FPS game, tốc độ render video lắm. Mà nếu mua RAM với tiền hạn chế thì chắc là cứ phang rẻ thôi, có đúng không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì rất chi tiết và tôi cũng rất thích trả lời những câu hỏi mà chi tiết như này. Thì bạn có hỏi đầu tiên là burst RAM quan trọng không? Thì tôi nói thật với bạn là burst RAM có hay không không quan trọng. Tại vì là nó còn ảnh hưởng bởi rất nhiều cái khác nữa. Bây giờ bạn mua một cái thanh RAM burst cao nhưng mà cái CPU nó lại hỗ trợ burst thấp, mainboard lại hỗ trợ burst thấp thì cái burst cao cũng chả để làm gì. Còn bây giờ nếu như mà bạn có một cái main cao cấp hỗ trợ burst RAM rất là cao, CPU cao thì cái việc burst RAM cao mới phát huy tác dụng của nó, nhưng mà tác dụng của nó lại cũng không nhiều đâu. Nó không nhiều bằng việc là bạn nâng cấp một cái ổ SSD tốc độ cao hơn. Đúng. Hay là nâng cấp một con CPU khỏe hơn. Đúng. Cho nên là theo quan điểm cá nhân tôi ấy, là cứ vừa tầm tiền mà phang thôi. Chứ còn burst cao thì chỉ để loại. Lúc nào mà chúng ta có linh kiện tốt rồi để đúng đảm rồi bảo hài hòa hệ thống, ta burst gì thì burst sau, đúng rồi, chính xác. Còn bây giờ burst cao một đống lên xong hệ thống nó không được hài hòa, chính xác, nó không hay, đúng không ạ? Đấy, thế nên là bạn cần phải hết sức lưu ý về việc là sự thống nhất trong hệ thống, chính xác, và đồng thời là lưu ý về túi tiền nữa. Ít tiền cứ rẻ mà phải, đúng mà rồi. Bây giờ RAM thì không có rẻ đâu, RAM thì không có rẻ đâu. Sắp có DDR5. DDR5, lúc đấy thì anh em mình đi mua DDR3 được rồi. Đúng, chính xác, anh nói chuẩn ý rồi. Câu hỏi đến từ bạn Tuấn Hải Nguyễn. Bạn có đặt câu hỏi là giáo sư là RAM DDR4 2400 stock và khi OC lên khoảng 3200 cộng thì có tạo ra sự khác biệt khi chơi game không? Xin cảm ơn giáo sư. Tôi nghĩ là câu hỏi này có một cái phần gì nó giống với câu hỏi trước. Đúng rồi, cũng giống với cả câu hỏi trước thôi. Thì việc mà bạn burst, tăng cái burst lên, tăng tốc độ lên, hay nói ngắn gọn đấy là ép xung RAM ấy, thì chắc chắn là nó cũng tạo ra sự thay đổi chứ. Hiệu năng nó cao hơn mà. Nhưng mà cái sự thay đổi này nó không quá nhiều đâu. Ví dụ như là các bạn là chơi RAM burst thấp, FPS chúng ta nó quanh quẩn khoảng này, bạn ép xung cao hơn thì nó thêm được khoảng một vài FPS, thì tôi nghĩ nó không phải là cái vấn đề gì quá là lớn cả. Tức là nói chung là nếu mà nâng cấp thì nên ưu tiên, nên theo thứ tự ưu tiên. Chính xác. SSD, CPU gì đấy trước, RAM là cái... Thậm chí là cái dung lượng RAM cũng là cái ưu tiên trước. Đúng. Sau đó chúng ta mới nghĩ đến cái là burst RAM cao hay thấp. Đúng. Câu trả lời giáo sư là rất đầy đủ rồi. Có lẽ tôi không phải bổ sung thêm. Bạn Sập Giường có đặt câu hỏi cho giáo sư. Bạn này tên hay. Và câu hỏi cũng khá là thú vị. Giáo sư cho hỏi dùng 4 thanh 4GB và 2 thanh 8GB cùng burst RAM thì bên nào ngon hơn? Câu hỏi của bạn Sập Giường này, trước tiên thì tôi cũng xin chia sẻ một chút về cảm nhận của cái tên của bạn. Cái tên của bạn lại làm tôi nhớ đến cái cuộc sống của tôi cơ. Thôi cái đấy chúng ta nói chuyện sau. Làm tôi nhớ đến cuộc sống của tôi bây giờ. Vâng. Thế bây giờ thì có áp lực tâm lý. Đây. Đau đầu lắm. Bây giờ quay trả lời câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời này. 4 thanh 4GB hay là 2 thanh 8GB thì nói thật với bạn là tôi vẫn ưu tiên
4:4GB hơn. Đúng. Tại vì là đấy, các bạn biết tôi hay nói đến cái dual channel. Dual channel. Đấy. Hai con đường cùng dẫn vào khu phố thì bao giờ đỡ tắc đường hơn, đúng không? Tôi ngồi nghe ví dụ của giáo sư về tòa nhà mấy cái cây thì tôi mệt rồi. Nhiều, nghe nhiều lắm. Vâng vâng. Nói chung là cứ nhiều đường dẫn đến cùng số lượng dung lượng RAM thì cái băng thông nó sẽ lớn hơn, và tận dụng dual channel luôn là cách. Bây giờ bạn có 2 thanh 8GB thì chúng ta chỉ có 2 con đường thôi. Và bây giờ 4 thanh 4GB tức là có tới 4 con đường và có 2 cái dual channel, rõ ràng là nó hơn rồi. Đúng rồi. Nếu như mà bên chúng ta có 4 cái RAM hỗ trợ 2 dual channel thì bạn cứ phang cho tôi. À, 4 thanh 4GB. Chính xác. Tại vì lúc đó tác vụ sẽ giải đều ra hơn. Đúng là như vậy. À, gọi là giảm bớt những cái áp lực cho áp lực từng thanh đơn. Cho từng thanh đơn, chính xác. Khá là gần với một cái tên của bạn Sập Giường. À. Nhưng mà cái tên này thì lại khá buồn cho bạn, đó là cái tên quay tay. Bạn quay tay có hỏi là tại sao lại không có những thanh RAM 3, 5, 6 hay 7GB thưa giáo sư? Vâng, câu hỏi của bạn rất là thú vị. Cái này tôi xin trả lời nhanh. Bởi vì là cái bản chất dữ liệu chúng ta là 1 và 0, chúng ta chỉ có 2 cái trạng thái thôi. Thì tất cả những cái đơn vị dung lượng chúng ta thường là cái cấp số của nó 2, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB. 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ còn bây giờ bạn muốn RAM lẻ đi, bạn mua thêm một thanh 1GB cắm vào. Thế là chúng ta có RAM lẻ, rất đơn giản. Rất đơn giản. Bạn có cái tên khá là nghiêm túc. Vâng. Bạn Huy Nguyễn. Bạn có gọi giáo sư là gì thì tôi không biết, nhưng mà xưng là cháu. Bạn này hay. Xin chào giáo sư, cho cháu hỏi nếu sử dụng 2 cây RAM có cùng thông số nhưng khác hãng thì có tận dụng được dual channel không? Cảm ơn giáo sư. 2 cây RAM cùng thông số nhưng khác hãng thì vẫn hoàn toàn có thể tận dụng được dual channel. Dù gì nó cũng là thông số chứ. Đúng rồi. Chỉ cần cùng bus này, cùng dung lượng này, thế thôi. Chứ còn là hãng nào thì kệ. Bạn tưởng tượng là 2 cái tòa nhà cũng đấy lại thôi nhau... tôi sẽ hạn chế cái việc tòa nhà với cái cây. Vâng vâng. Đấy, nó cũng giống như kiểu là một tòa nhà được xây bởi công ty A, một tòa nhà xây ở công ty B. Cũng là để ở, quy cũng từng đấy người đi vào. Cả. Từng đúng đấy rồi. Người đi vào, từng đấy người tắm rửa, từng đấy người quan hệ nó kia Sập Giường. Đúng rồi. Đấy, thế chứ lại. Anh dạo này rất nhanh nhạy. Bạn Đào Việt có đặt câu hỏi cho giáo sư là xin giáo sư cho hỏi là main hỗ trợ RAM 4 thì có lắp được RAM 3 hay không? Câu hỏi của bạn thì rất là chuyên sâu. Thì đặc biệt riêng có RAM ấy, ví dụ như là chúng ta hay nghe đến ổ HDD SATA 3, SATA 2 hay là ATA. Thì SATA 3 nó có thể tương thích ngược với SATA 2. Hay là USB 3.0, bạn cắm USB 2.0 vào nó vẫn dùng. Nhưng riêng RAM nó lại không thể làm được điều đấy. Nó không có tính tương thích ngược. Tức là thanh RAM 4 bạn không thể cắm vào khe RAM 3. Cũng như là thanh RAM 3 bạn không thể nào cắm vào khe RAM 4. Không vừa. Nói chung là không vừa. Trai Việt với gái Tây. Chính xác. Không vừa. Lại đôi chuột ở ngoài lộn mỡ. Không hay. Đấy, nó không hay. Chúng ta lại có cái rãnh ở khe RAM nó nằm ở vị trí khác nhau. Số lượng chân RAM cũng khác nhau. Đường tín hiệu đi vào đi ra nó khác nhau. Thế cho nên là chúng ta không thể nào tận dụng được cái kiểu đấy cả. Cảm ơn giáo sư. Vâng. Vừa rồi là một số những câu hỏi khá là dễ. Vâng. Giáo sư. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầm một chút với bạn Kirigaza Kazuto. Zuto. Khá hay. Vâng. Có vẻ bạn này đến từ Nhật Bản. Bạn có đặt ra câu hỏi là tại sao bộ nhớ trong một CPU lại phân ra nhiều loại với tốc độ khác nhau? Bộ nhớ cách của CPU là SRAM, rồi đến bộ nhớ cách của ROM, rồi đến VRAM và RAM. Câu hỏi khá là khó hiểu. Nếu không có các bộ nhớ đệm đó và không có RAM, thì điều gì sẽ xảy ra? Và tại sao dữ liệu không đổ trực tiếp từ ROM vào CPU ra VGA mà lại phải thông qua cách? Vâng, câu hỏi bạn rất dài cho nên tôi xin phép là soát lại một phát này. Bộ nhớ cách của CPU là SRAM rồi. Nếu bộ nhớ cách của ROM rồi đến VRAM và RAM. Nếu không có các bộ nhớ đệm đó và không có RAM thì điều gì sẽ xảy ra? Nó chậm. Chính xác là như vậy. Nó hiện tượng gọi là nghẽn cổ chai. Anh em vẫn hay nghe nghẽn cổ chai đúng không? Bây giờ anh em đổ quá nhiều nước vào cái chai nắp bé tí thì chắc chắn là còn lâu chai nó mới đầy. Thì đây cũng vậy. CPU chúng ta có tốc độ xử lý cực kỳ nhanh, hàng tỷ phép tính một giây. Mà bây giờ anh lại đưa dữ liệu cho nó chậm có mấy trăm mê một giây. Nếu mà không có RAM, không có cache làm bộ nhớ đệm hoặc là buffering memory thì dữ liệu lúc này sẽ xảy ra hiện tượng là bị nghẽn. Thì rõ ràng là lúc này RAM nó sẽ coi như là một cái bộ nhớ tạm thời để dồn dữ liệu từ trong HDD, trong ổ cứng chúng ta dồn vào RAM. Xong rồi RAM nó lại đổ vào cache của CPU để CPU nó bắt đầu nó nhai, nó xử lý. Lúc này những dữ liệu với tốc độ rất là cao nó lại đổ ra các linh kiện khác. Đấy, chúng ta cần phải có những cái bước như vậy. Chứ còn nếu như mà bạn bỏ hết RAM với cache đi
thì lúc này sẽ là dữ liệu thẳng từ bộ nhớ, từ HDD, từ SSD đổ thẳng vào CPU, thì lúc này bạn còn lâu bạn mới làm được một cái việc cơ bản nhất, ví dụ như là bật trình duyệt. Tốc độ, nói chung là tốc độ của cứng thì nó làm sao mà so với RAM. Chính xác. Tốc độ xử lý. Theo các bạn để ý đấy, là ổ cứng là tốc độ chậm nhất, xong rồi chúng ta có kết của ổ cứng nhanh hơn đúng không? Xong SSD nhanh hơn, xong SSD đổ sang RAM nhanh hơn tí nữa, xong RAM lại vào kết của CPU lại càng nhanh hơn. Đấy, nó cứ nhanh hơn dần như thế để cuối cùng là CPU chúng ta có tốc độ xử lý tốt nhất. Đấy, các ông cứ đòi tác vụ phải nhanh, rồi bây giờ ông lại gỡ RAM ra. Lại muốn ít tiền, lại muốn bỏ RAM đi. Chết. Không được, không được. À, tôi nghĩ là bạn đến từ một quốc gia khá là phát triển. Cho nên là cái ý tưởng của bạn cũng rất là cao siêu, rất là tương lai. Tôi về nghĩ sau, là tích hợp cả RAM và CPU. Thật, có khi là như vậy, có khi là HDD luôn. À, đây cũng là một câu hỏi khá là chuyên sâu đến từ bạn Khánh Văn. Vâng. Giáo sư có thể giải thích cho em công nghệ tản nhiệt nước và khí ở trên RAM như thế nào được không ạ? Câu hỏi của bạn nghe chừng rất đơn giản, nghe chừng rất viển vông. Đúng. Nhưng mà nó lại rất là giản đơn. Và thực tiễn. Và thực tiễn, đấy. À, chúng ta hay thấy là tản nhiệt nước CPU, tản nhiệt nước VGA, bây giờ lại còn có cả thanh RAM D90 tản nhiệt nước. Thì cái này nó lại hơi khác một chút này. À, bình thường tản nhiệt nước là chúng ta sẽ bơm nước qua những cái tấm tản nhiệt để nó làm mát cái thiết bị. Nhưng mà cái tản nhiệt nước trên RAM, đặc biệt là cụ thể thanh RAM D90 mà tôi đã từng có một cái video giới thiệu các bạn, thì cái thanh RAM này nó chỉ đơn giản là nó có nước ở trong đấy thôi. Đấy, lúc này nước nó sẽ luân chuyển, nó giúp cho điều hòa cái lượng nhiệt lượng phát ra từ các cái chip nhớ trên RAM nó được đều nhau hơn, từ đó là phát xạ ra môi trường nó nhanh hơn, thế thôi. Chứ còn RAM tản nhiệt khí thì cũng chỉ là chúng ta có những cái ốp nhôm bắt lên để nó làm mát ra môi trường, chứ thực sự thì RAM nó không quá nóng như là VGA hay là CPU, cho nên việc tản nhiệt cho RAM cũng chỉ cần đơn giản vậy thôi, nó không cần phải phức tạp quá. Đúng rồi. Và thậm chí là những thanh RAM ngày xưa, thậm chí là những thanh RAM rẻ tiền, hoặc thậm chí là RAM ở trong các server lớn, nó còn không có tản nhiệt luôn. Đúng. Bởi vì nó sẽ có những cái giải pháp tản nhiệt khác. Đúng. Hoặc là nó không quá nóng đến mức cần phải tản nhiệt. Tản nhiệt thì anh em tính những linh kiện khác. À, đúng rồi. À, hoặc là nói đơn giản hơn, đấy là một cách để nhà sản xuất bớt tiền. Hoặc là thêm RAM, thêm tản nhiệt vào là thêm để tiền. Tăng thêm tiền. Ôi đấy, đơn giản. Bảo sao đắt thế. Đúng rồi. Bây giờ muốn thanh RAM ngon phải 2 triệu này. 2 triệu. Hơn 2 triệu đấy. Lại còn thêm cái quả tản nhiệt nước RAM, tôi chả hiểu để làm gì. Ôi trời ơi. Bây giờ thông báo với giáo sư ấy là còn có cả RAM tản nhiệt RGB nữa. Ôi trời. Nó đến trong câu hỏi của bạn Ahiruvit. À. Bạn Ahiruvit có hỏi là